Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái ca môi trực tiếp. Cái ca môi hôm nay nó đến ngày bong của nó rồi. Sau 3 ngày thì cái môi của mình nó sẽ chuẩn bị bong nhá. Mình sẽ lật cái này cho mọi người xem nhá. Cái lớp bong của mình rất là mỏng. Đó, cho mọi người xem luôn này. Đó, lớp bong rất là mỏng. Đó, màu rất là đẹp nhá. Đây là cái màu mình mới bong nhá. Đó, khi lột mình sẽ lột từ từ này. Đó, nó sẽ không tạo cái độ bong chóc nhiều lần khiến cho mọi người khó chịu nhé. Đó, mình sẽ dùng cái bông mình sẽ gạt từ từ cho mọi người xem nhé. Đó. Đó, cho mọi người xem nhé. Mọi người nhìn cái lớp này, lớp bong rất là mỏng.